Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Chúng ta sẽ bước vào tuần 15 bài số 9 Xây dựng gia đình văn hóa tiết 1. Một La Mã truyện đọc một gia đình văn hóa. Phần này học sinh sẽ tự đọc sách giáo khoa. Sau đây các em sẽ cùng với cô xem một clip ngắn. Gia đình ông Nguyễn Trương Dung và bà Hoàng Thị Thái ở ấp Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của xã. Ông bà cùng các thành viên trong gia đình luôn nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của công dân, luôn nghiêm túc chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như thực hiện tốt các quy định trong hương ước khu dân cư. Bên cạnh đó, gia đình ông bà còn thường xuyên tuyên truyền vận động người thân, hàng xóm thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của đảng và nhà nước. Cả ông và bà đều ngoài 90 tuổi, nhưng ngày ngày vẫn tự thân vận động, từ việc chăm sóc bản thân đến lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, v.v. Các con của ông bà đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Tuy không ở chung với ông bà, nhưng vào các ngày lễ, Tết, gia đình các con đều tề tựu về đây đông đủ. Với nhận thức gia đình là tế bào của xã hội, ông bà còn thường xuyên nhắc nhở, khuyên bảo các con, các cháu cần phải giữ cho gia đình luôn được hạnh phúc. Có như vậy, việc xây dựng gia đình văn hóa từ đây mới có thể phát huy hiệu quả tích cực. Các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, chia sẻ, tương trợ nhau, thì khi đó gia đình mới no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày một khởi sắc. Không chỉ gia đình ông bà mà các gia đình trong ấp Vĩnh Cửu nói riêng, xã Vĩnh Thanh nói chung, hiện nay cũng đều nhận thức được những lợi ích thiết thực từ việc xây dựng gia đình văn hóa, cũng như hiểu được các chuẩn mực văn hóa gia đình, qua đó phản ánh sự phát triển của gia đình phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại. Sau khi các em xem xong phần clip cô đã cho, cô có câu hỏi. Em hãy cho cô biết thế nào là một gia đình văn hóa. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, làm tốt nghĩa vụ công dân, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một tình huống. Gia đình ông Nguyễn Kim Môn là tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu trong việc nuôi dạy con cái thành đạt. Với một gia đình sống chung ba thế hệ, nhưng các thành viên trong gia đình vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của gia đình, đó là ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Noi gương bố mẹ giữ nếp gia đình, các con của ông đều học chăm ngoan, hiếu thuận. Hiện con gái đầu lòng của ông là Nguyễn Thị Hải Hòa, là giáo viên của trường trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh. Con trai thứ hai là Nguyễn Xuân Quảng, đang công tác trong ngành văn hóa thể thao và du lịch. Họ luôn là những người con và những người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xuất sắc, được cấp trên, đồng nghiệp và bạn bè tôn trọng, quý mến. Gia đình của ông trong khu phố thì bà con có việc gì đều tìm đến ông để nhờ tư vấn, giúp đỡ. Hàng ngày, mọi người đều thấy ông đến từng nhà, khuyến khích bà con thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, quyên góp ủng hộ các quỹ do Trung ương phát động. Gia đình nào có xích mích đều được ông khuyên răn hòa giải. Để nêu gương, ông luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, xây dựng cảnh quan, môi trường văn minh, đô thị, luôn sống chan hòa, gần gũi và luôn được người dân tin yêu. Sau khi nghe một câu chuyện trên, cô có 3 câu hỏi dành cho các em. Câu hỏi thứ nhất, gia đình ông chung sống mấy thế hệ và thuộc mô hình gia đình như thế nào? Câu số 2, ông Môn đối xử như thế nào với bà con hàng xóm láng giềng? Câu số 3, gia đình ông đã thực hiện nghĩa vụ công dân như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến câu trả lời. Câu trả lời thứ nhất, gia đình ông chung sống mấy thế hệ và thuộc mô hình gia đình như thế nào? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Gia đình ông Nguyễn Kim Môn là tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu trong việc nuôi dạy con cái thành đạt. Với một gia đình chung sống ba thế hệ, các con của ông đều chăm ngoan, hiếu thuận. Các thành viên trong gia đình vẫn giữ được nét đẹp truyền thống gia đình, đó là ông bà thì sống mẫu mực và con cháu thì hiếu thảo.
Câu số 2, ông Môn đối xử như thế nào với bà con hàng xóm láng giềng? Gợi ý, ông Môn luôn sống chan hòa, gần gũi nên luôn được mọi người dân tin yêu. Ở trong khu phố, khi có việc gì, bà con đều tìm đến ông để nhờ tư vấn giúp đỡ. Hàng ngày mọi người đều vẫn thấy ông đến từng nhà khuyến khích bà con thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Gia đình nào có xích mích đều được ông khuyên răn hòa giải. Câu số 3, gia đình ông đã thực hiện nghĩa vụ công dân như thế nào? Gợi ý, gia đình ông Nguyễn Kim Môn là tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu trong việc nuôi dạy con cái thành đạt. Để nêu gương, ông luôn sống chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng cảnh quan, môi trường văn minh, đô thị. Vậy thì để đạt được một gia đình văn hóa cần đảm bảo một số cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là gia đình đó phải sinh đẻ có kế hoạch. Thứ hai, phải sống đầm ấm, yêu thương, biết chia sẻ lẫn nhau. Thứ ba, đời sống tinh thần luôn lành mạnh. Thứ tư, làm việc học tập có chất lượng. Thứ năm, sống đoàn kết, tương trợ với lối xóm. Thứ sáu, hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân. Vậy thì gia đình nào đảm bảo được 6 tiêu chí này sẽ đạt được là gia đình văn hóa. Chúng ta sẽ bước vào phần 2 la mã nội dung bài học của bài số 9 tiết 1 xây dựng gia đình văn hóa. Một nhỏ, gia đình văn hóa là gì? Là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Như chúng ta đã biết thì gia đình là tế bào của xã hội. Vậy thì muốn xã hội phát triển tốt đẹp thì tế bào phải mạnh. Xác định rõ được điều đó, cho nên nhà nước đã có những chủ trương, những chính sách, những quy định của pháp luật để cho những người dân địa phương có thể sống và làm việc theo pháp luật. Ví dụ như chúng ta thấy có luật trẻ em năm 2016, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, vân vân. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào điều số 4. Tiêu chuẩn để có được danh hiệu gia đình văn hóa là cái gia đình đó phải gương mẫu, chấp hành tốt được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, vân vân. Thứ hai nữa là gia đình phải hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Thứ ba là phải tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, cộng tác, học tập, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. Sau đây là một số hình ảnh biểu hiện của một gia đình văn hóa. Đây là gia đình hai thế hệ gồm có cha mẹ và con cái. Đây là gia đình ba thế hệ gồm có ông bà, cha mẹ, con cháu. Sau đây là hình ảnh của một số gia đình. Ở đây chúng ta thấy là gia đình có hai con là gia đình thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. Còn những hình ở phía trên là gia đình họ không thực hiện kế hoạch hóa gia đình, cho nên việc sanh đẻ rất là nhiều. Và khi mà kinh tế không ổn định mà việc sanh đẻ nhiều như vậy sẽ không lo được cho các con, không nuôi dưỡng được cho sức khỏe đầy đủ cũng như việc học hành, thì sẽ dẫn đến không đạt được gia đình văn hóa. Đây là hình ảnh một số gia đình đã làm tốt nghĩa vụ công dân, ví dụ như là đi bỏ phiếu. Thứ hai nữa là đi nghĩa vụ quân sự. Thứ ba nữa là đóng thuế đầy đủ. Đó là làm tốt nghĩa vụ của công dân. Cô có thêm một tình huống nữa chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Tiếp xúc với một cậu bé bán hàng rong tại Hồ Hoàn Kiếm, tôi hỏi han về cuộc sống của em, nhưng cậu bé lặng thinh không trả lời. Sau khi mua 2 phong kẹo cao su, tôi được biết cậu bé tên là Tuấn, 11 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Cháu ra Hà Nội được hơn 2 năm rồi, ở nhà chán lắm.
Bố cháu hay uống rượu, đập phá và đánh mẹ cháu. Bố cũng đánh cháu nhiều nên mẹ cháu gửi cháu ra đây đi làm, Tuấn nói. Khi hỏi về việc học hành, Tuấn lặng lẽ đáp, nhà cháu nghèo lắm, bố cháu lại không cho đi học. Cháu còn một đứa em nữa, nhưng cũng không được đi học. Vừa dứt lời, Tuấn liền chạy vội đi theo khi thấy một nhóm du khách vừa thoáng qua. Câu hỏi: gia đình Tuấn có phải là gia đình văn hóa hay không? Vì sao? Số 2. Khi sống trong một gia đình như vậy, Tuấn đã chịu thiệt thòi gì và tương lai em sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết từng câu hỏi. Ở câu hỏi số 1, gia đình Tuấn có phải là gia đình văn hóa hay không? Vì sao? Và sau đây là câu trả lời của cô. Gia đình Tuấn không phải là gia đình văn hóa vì gia đình không có hòa thuận, không có hạnh phúc, không có tiến bộ và không làm tốt nghĩa vụ công dân. Bởi vì bố Tuấn rất là hay uống rượu và đập phá, đánh mẹ Tuấn và cả Tuấn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Khi sống trong một gia đình như vậy thì Tuấn đã chịu thiệt thòi gì, tương lai em sẽ như thế nào? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Tuấn phải sống trong một gia đình mà không phải là một tổ ấm để có thể nuôi dưỡng bạn cũng như giáo dục bạn được đầy đủ. Bởi vì một gia đình văn hóa nó góp phần rất là quan trọng trong việc hình thành nên những con người được phát triển đầy đủ, có văn hóa, có đạo đức. Và chính những con người đó sẽ đem lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho một gia đình. Và bạn Tuấn đã chịu thiệt thòi là bạn không được hưởng những điều và những cái đầy đủ như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ liên hệ bản thân. Các em sẽ tự cảm thấy bản thân mình sẽ phải làm gì để góp phần vào việc xây dựng gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa. Tụi con suy nghĩ xem. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Bản thân các em đã góp một phần trong việc xây dựng gia đình văn hóa. Đó là khi các em làm đầy đủ, ví dụ như là chăm chỉ học tập, nghe lời bố mẹ, giúp đỡ bố mẹ trong khi bố mẹ không có ở nhà, dọn dẹp nhà cửa khi bố mẹ bận công việc. Bản thân các em phải thấy được rằng việc giúp đỡ bố mẹ là một việc nên làm. Và khi các em làm việc như vậy, các em sẽ có thêm nhiều kiến thức bên ngoài sách vở. Cô có một câu hỏi trắc nghiệm, các em hãy đọc và giải quyết và chọn câu trả lời đúng cho cô. Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của gia đình văn hóa? A. Giàu có, cha mẹ hay cãi nhau. B. Đời sống vật chất đầy đủ, con cái ăn chơi sung sướng. C. Hòa thuận, con cái vâng lời cha mẹ. D. Đông con, nheo nhóc, thất học. Vậy thì trong ABCD này, câu nào là câu biểu hiện của gia đình văn hóa? Các con sẽ chọn câu nào? Và sau đây là gợi ý câu trả lời. Cô sẽ chọn C. Biểu hiện của một gia đình văn hóa đó là gia đình hòa thuận, con cái thì vâng lời cha mẹ. Cô ví dụ, nếu như một gia đình giàu có nhưng mà trong đó cha mẹ hay cãi nhau thì đó cũng là một gia đình không hạnh phúc. Hoặc là gia đình giàu có, đời sống vật chất đầy đủ nhưng con cái lại không lo học hành, không lo làm ăn, chỉ lo ăn chơi thì đó cũng là một gia đình bất hạnh. Hoặc là một gia đình nghèo, đông con, nheo nhóc và thất học, tức là không đủ điều kiện cho con ăn học, thì đó cũng là một gia đình không có văn hóa. Vậy thì biểu hiện của gia đình có văn hóa đó là gia đình hòa thuận và con cái thì vâng lời cha mẹ. Câu hỏi kế tiếp, theo em, làm những công việc trong gia đình là bổn phận của ai? A. Của cha mẹ. B. Của mẹ và con gái. C. Của tất cả mọi thành viên trong gia đình. D. Của cha và con trai. Vậy thì theo em, các em sẽ chọn câu nào? Và sau đây là câu trả lời của cô. Cô chọn câu C. Bởi vì những công việc trong gia đình đó là bổn phận của tất cả mọi thành viên trong gia đình. Trong gia đình thì mọi người đều có nghĩa vụ, đều có bổn phận, trách nhiệm phụ làm công việc, chứ không phải là việc của riêng ba hay riêng mẹ hay là riêng con gái hay con trai. Tất cả mọi người cùng chăm lo, cùng san sẻ, gánh vác công việc chung thì đó mới là một gia đình hạnh phúc. Câu hỏi kế tiếp, việc làm nào của học sinh góp phần vào việc xây dựng gia đình văn hóa? A. Ăn chơi đua đòi. B. Sa vào tệ nạn xã hội. C. Đánh nhau.
D. Chăm ngoan học giỏi. Và sau đây là gửi trả lời của cô. Đó là D. Chăm ngoan học giỏi. Vậy thì chúng ta thấy là khi bản thân học sinh chúng ta góp phần vào việc xây dựng để gia đình chúng ta trở thành một gia đình văn hóa, thì bản thân mình phải là một học sinh chăm ngoan học giỏi. Chúng ta phải tránh xa những tệ nạn xã hội. Chúng ta sẽ không có ăn chơi đua đòi, không tụ tập đánh nhau, và đặc biệt là không sa vào các tệ nạn xã hội. Chúng ta chỉ chăm ngoan học giỏi để góp phần vào việc xây dựng gia đình văn hóa. Chúng ta sẽ bước vào phần 2 nhỏ của hai la mã. Để xây dựng gia đình văn hóa, mỗi người cần thứ nhất, thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm. Thứ hai, sống giản dị, lành mạnh. Thứ ba, không sa vào tệ nạn xã hội. Và sau đây là một số hình ảnh để chúng ta thấy được rằng để xây dựng được một gia đình văn hóa thì mỗi người chúng ta, mỗi thành viên trong gia đình cần phải làm gì. Trước tiên, nếu chúng ta là con, là cháu, là học sinh thì chúng ta phải biết chăm chỉ học tập. Chúng ta phải là một người con hiếu thảo, là chăm lo cho cha mẹ già cũng như là phụ giúp công việc nhà cho bố mẹ. Ngoài ra thì chúng ta phải biết lễ phép với người lớn tuổi, cả người trong gia đình cũng như là người ở ngoài, ví dụ như chòm xóm láng giềng vân vân, chúng ta phải biết lễ phép. Ngoài việc chúng ta là con ngoan trò giỏi thì chúng ta phải biết chia sẻ. Ví dụ như chúng ta phải biết chia sẻ với nỗi đau, ví dụ như với đồng bào bị lũ lụt, chúng ta nên quyên góp giúp đỡ, hoặc là giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, hoặc là chòm xóm láng giềng chúng ta thấy có những mảnh đời khó khăn nào đó mà bản thân chúng ta có điều kiện giúp đỡ được, chúng ta nên chia sẻ khó khăn với người khác. Để trở thành một gia đình văn hóa, chúng ta còn phải biết giữ gìn vệ sinh nhà cửa cũng như là vệ sinh chung quanh khu phố chúng ta ở, thông qua việc chúng ta phải biết chăm sóc cây xanh và biết dọn dẹp vệ sinh. Và đây là hình ảnh các em học sinh chấp hành luật lệ giao thông. Khi tham gia giao thông, chúng ta phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đó là đội mũ bảo hiểm. Và đặc biệt là học sinh, chúng ta phải biết đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, nói không với ma túy. Gia đình hạnh phúc. Hôm nay nắng lên, nhìn vàng hồng leo nhà mình càng thêm rực rỡ em nhỉ? Đúng là vợ mình đảm đang quá. Vâng, ai đi qua cũng thích. Nay anh về sớm vậy, anh vào tắm rửa đi, em nấu cơm xong rồi đó. Ôi chao, thơm quá. Mẹ nó hôm nay cho bố con anh ăn gì đây? Có gì đâu, chỉ là sườn sốt chua ngọt, rau bí xào tỏi và canh nghêu thôi à. À, đến giờ ăn rồi, đói quá, đói quá. Mẹ đúng là nhất, món gì mẹ cũng biết. Nước ở đâu ra thế này? Đây rồi, hóa ra là nó bị rò cái dây thoát nước, phải thay mới được. À, anh ơi, giúp em với, em không biết lắp cái đường ống nước thế nào, nước nó rò nhiều quá. Ừ. Em đảm đang lắm mà, sao đến cái việc nhỏ như thế mà em lại không biết làm nhỉ? Xong rồi nhé, giờ thì hết rò rồi. May quá có anh, không thì em chẳng biết phải làm sao nữa. Đương nhiên, anh là người đàn ông hoàn hảo mà, việc gì anh làm cũng được, phải không? Tuấn ơi, bật hộ mẹ cái máy tính, mẹ không biết bật thế nào. Thì mẹ ấn vào cái nốt nguồn ý, cái nốt màu đỏ to nhất đó ạ. Ừ, nhưng nó yêu cầu nhập mật khẩu. Mật khẩu là gia đình mình. Ờ, Tuấn ơi, mẹ không biết gõ thế nào, nó không được nè. Trời, sao cái gì mẹ cũng không biết vậy? Mẹ phải bấm cả enter nữa mới được. Ừ. Mẹ muốn vào tìm thông tin gì? Làm bánh hả? Đây, các loại công thức đây. Ừ, từ từ, để mẹ ghi lại đã nào. Thế để con đọc cho mẹ ghi. Anh ơi, thay cho em cái bóng đèn, em không biết thay. Ừ, em xuống đi, để anh thay cho.
Tuấn ơi, ra đây mẹ nhờ tí. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ rút hết dây giày ra để đánh giày. Nhưng giờ mẹ lại không biết làm sao để buộc lại chúng. Con giúp mẹ được không? Mẹ lại không biết. Sao mẹ không biết nhiều thứ thế? Chuyện gì thế? Mẹ không biết buộc dây giày ba ơi. Mẹ con biết đánh giày mà không biết buộc dây giày. Mẹ trồng hoa đẹp mà lại không có năng khiếu thẩm mỹ. Đấy, xem này, lại phải đến tay ba cắm lọ hoa. Hai mẹ con xem, ba cắm có đẹp không? Quá đẹp ấy chứ, ba đúng là khéo tay nhé. Ba, con chỉ biết xỏ dây giày của con thôi, ba xử lý dây giày của ba đi. Ừ, để đó, ba mới học được một kiểu xỏ dây giày trên mạng, đẹp lắm, để ba làm cho. Em ơi, 7 giờ rồi đó, bữa nay em không dậy chuẩn bị cho cô Tuấn đi học hả? Em mệt quá, anh giúp em với. Chết rồi, em ốm rồi đó, lại sốt cao quá này, em cứ nằm nghỉ đi, để anh lo liệu. Vợ ơi, vợ biết bộ đồng phục của con ở đâu không? Trên ngăn tủ thứ ba, cánh bên phải anh nhé. Mẹ ơi, mũ bảo hiểm của con treo ở đâu? Em ơi, em có biết chìa khóa xe anh để đâu không? Mẹ ơi, mẹ có biết vợt cầu lông ở đâu không? Hôm nay con có tiết thể dục. Em ơi. Ôi trời, hai người có biết là mẹ đang ốm không vậy? Em ơi, cho thịt bò vào xào, rồi tiếp theo làm sao? Anh trút thịt bò ra, xào qua rau, rồi mới trút chỗ thịt bò đó vào đảo cùng nhé. Chứ thịt bò mà đảo lâu là hay dai lắm. Ừ, anh biết rồi. Mẹ ơi, con không biết đánh giày như thế nào. Mẹ dạy con với. Mai con phải đi đôi này để đi dã ngoại đó. Con mang lại đây mẹ chỉ cho. Ba chỉ biết nấu có vài món đơn giản vậy. Hai mẹ con ăn tạm nha. Ba ơi, mặn quá, không giống mẹ nấu gì cả. Mẹ biết nấu nhiều món ngon hơn cơ. Ừ, rõ ràng là cái gì mẹ cũng biết. Thế mà ba con mình toàn bảo là mẹ không biết gì, thật là. Thật ra thì ở ngoài xã hội kia, có những điều em cũng không biết được. Nhưng mà ở trong nhà này, em có thể làm được hết mọi chuyện đấy. Em nói em không biết, thật ra là em muốn anh và con có cơ hội để thể hiện mình, để chia sẻ cảm xúc với nhau, để chúng ta không bị cô lập trong nhà. Anh hiểu rồi, anh hứa từ nay sẽ quan tâm hơn đến gia đình, đến em và chia sẻ giúp đỡ em mọi việc. Gia đình mình sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, em nhé. Con cũng hứa với mẹ như vậy ạ. Chúng ta sẽ bước vào phần luyện tập. Câu hỏi số 1. Điền vào dấu ba chấm cụm từ phù hợp để có cách hiểu đúng về tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Gia đình văn hóa là gia đình ba chấm tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân. A. Văn minh tiến bộ. B. Hạnh phúc ấm no. C. Hòa thuận hạnh phúc. D. Đầm ấm hạnh phúc. Vậy thì ở phần 3 chấm này các em sẽ điền A, B, C hay D vào. Và sau đây là trả lời của cô. Câu C, hòa thuận hạnh phúc. Câu hỏi số 2. Ngày gia đình Việt Nam là ngày nào? A. 18 tháng 6. B. 28 tháng 6. C. 16 tháng 8. D. 26 tháng 8. Và sau đây là đáp án của cô. B. 28 tháng 6. Câu hỏi số 3. Nêu chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2019. A. Yêu thương và chia sẻ. B. Hạnh phúc và cảm thông. C. Quan tâm và chia sẻ. D. Yêu thương và hạnh phúc. Gợi ý trả lời. A. Yêu thương và chia sẻ, đó là chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc của năm 2019. Chúng ta thấy cái poster hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam đó là ngày 28 tháng 6 với khẩu hiệu là ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Và đây là poster của chủ đề yêu thương và chia sẻ của Ngày Hạnh phúc.
chúng ta sẽ bước vào phần vận dụng. Cô có một tình huống chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Tình huống như sau: nhiều lần sang nhà Tú chơi, Hồng thấy Tú đang làm việc nhà, khi thì băm bèo, cho lợn ăn, khi thì cọ rửa nồi son, quét sân, vân vân. Hồng liền nói với Tú: chúng mình là học sinh, nhiệm vụ của chúng mình là học cho giỏi, học xong chúng mình phải vui chơi cho khỏe chứ, việc gì phải làm nhiều như vậy? Câu hỏi: em có tán thành ý kiến của bạn Hồng không? Vì sao? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Em không đồng ý với ý kiến của bạn Hồng, bởi vì con cái ngoài việc học tập cũng phải lao động giúp đỡ cha mẹ để góp phần xây dựng gia đình văn hóa. Các em lấy tập vở ra ghi bài. Chúng ta ghi bài số 9, tiết 1, xây dựng gia đình văn hóa. 1 la mã truyện đọc, 2 la mã nội dung bài học. 1 nhỏ, gia đình văn hóa là gì? 2 nhỏ, để xây dựng gia đình văn hóa, mỗi người chúng ta cần phải làm gì? Các em có thể chụp hình cái màn hình để các em ghi lại bài ha. Phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ làm bài tập D sách giáo khoa trang 26 và học cho cô phần nội dung bài học 1 nhỏ 2 nhỏ và xem trước nội dung còn lại của bài. Tuần sau chúng ta sẽ học tiết thứ 2 của bài số 9. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.